thì dương xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị em và các bạn thân mến trong cái video ngày hôm nay thì dương chia sẻ tiếp à, nội dung à, trong hội ký trong cộng kiềm lịch sử và đây cũng là một cái chương cuối cùng à, trong hội ký này và trước khi mà thì dương bắt đầu à, đọc cái cái nội dung cuối cùng này thì thì dương thấy có một số cái nội dung cũng khá là hay trong cái quyển nụ cười xã hội chủ nghĩa à, thì thì dương sẽ đọc nó lên trước để cho bà con cùng nghe rồi thì sau đó thì thị dương sẽ đọc cái nội dung chính cho quý vị nói về cái nói dốc nói xạo không của việt cộng thì có thể nói là không có ai có thể ví được bằng như việt cộng người bắc gọi là nói phép nói phép nói phép là một trong những đặc tính bậc đặc tính mà bậc đặc tính nổi bật của con người xã hội chủ nghĩa sau đây là một vài chuyện nói phép một sau ngày thống nhất đất nước hai vợ chồng hồ quang vô nam kiếm chát bằng đường hối đường lối nhận họ khênh hàng một gia đình bạn của bạn người bà con của thông gia của bạn em vợ wow, xong nghe nó rối rắm quá ta cũng được hồ quang chiếu cố tới nhận hàng gia đình đãi vợ chồng hắn thịt bò bảy món lần đầu tiên được ăn cái mà nguyễn chí thiện gọi là miếng vĩ đại anh chồng nhắm mắt đớp không kịp thở Chị vợ còn chút liêm sĩ hơn Tần hắn nhắc chồng Anh ta giác ngộ Quay sang vợ nói chữa thẹn Bò trên mình ngon hơn Thứ hai Một cán bộ từ Bắc vào tiếp quản Đà Lạt Một hôm anh đi tham quan vườn rau Rau quả nào anh cũng vê Giống này nông hội ngoài Bắc Chất lượng gấp trăm lần đến trái cà chua ta anh ta chê cà chua gì mà bé tí thưa cán bộ tôi có giống cà lớn hơn trọng đằng kia nhà nông nói hai người sang lúng cà chua tay trái to gấp 2 gấp 3 cán bộ nói cái này cũng thuộc diện cà chua à dạ không đây là cà chớn cà chớn thì ngoài bắc đầy dãy cái kiểu giống như không có mà thích nổ quý vị cho nên bị chơi sau ngày giải phóng nằm trong ngoài kép Một anh cán bộ vào nhà một người dân miền Nam sâu sát Anh ta chỉ vào cái tủ lạnh hỏi Cái thùng gì mà to thế? Cái tủ lạnh Không phải cái giọng này giọng miền Nam quý vị xin lỗi bà con Cái tủ lạnh Đứa con gái 10 tuổi nhanh miệng trả lời Nó lại hỏi Nhà chú có mấy cái tủ lạnh Mấy chục cái chả biết Cái để ngoài sân Cái để cầu ao Cái chạy ngoài đường con bé hiếu khách mở ngăn đá ra, lấy cái kem đưa cho cán bộ ăn. Ăn xong chú khen ngon, xin về một cái cho cô bạn gái. Ba hôm sau cán bộ trở lại mắng cả nhà. Các người lừa cách mạng, đưa cái kẹo mút giả về nhà nó biến mất. Đó thì đó. Thật sự ra đó, chị đó là những cái câu chuyện kể. Những cái câu chuyện hài, vui nhưng mà nó có thật thì qua những cái nội dung đó, đó thì chúng ta hiểu được cái cái trình độ cái hiểu biết của việc cộng như thế nào mà nó đi vô nó đồ giải phóng miền Nam là một cái điều không tưởng quý vị rồi à, thì Dương bắt đầu chia sẻ cái nội dung cuối cùng quý vị trời ơi cuối cùng rồi thì Dương cũng à, làm xong cái nội dung trong cộng kiềm lịch sử mừng quá rồi thì Dương mà quý vị lắng nghe cái phần chia sẻ của Thùy Dương nha bà con chương 33 hai màn ngoạn mục vào ngày 25 tháng Giêng năm 1972. Khi tôi đang sửa soạn để rời hoa thịnh đốn thì trong một buổi nói chuyện trực tiếp trên đài truyền hình thì Tổng thống Nixon đã công bố những hoạt động bí mật của chính quyền ông với Bắc Việt. Những điều ông công bố đã khiến dư luận xôn xao. Kinh ngạc, riêng đối với tôi thì những điều ông công bố đã xác nhận tất cả những điều mà tôi vẫn nghe từ trước cho tới nay. Tổng thống Nixon tuyên bố rằng Ông Kissinger đã bí mật đàm phán với Bắc Việt kể từ năm 1969. Trong suốt giai đoạn đàm phán đó đã có cả thảy 12 cuộc họp. Cuộc họp lần cuối là vào ngày 13 tháng 9 năm 1971. Trong cuộc đàm phán cuối cùng, Hoa Kỳ đã gửi cho Bắc Việt một đề nghị hòa bình nhưng vẫn chưa được Bắc Việt trả lời. Trong buổi nói chuyện lần này, tổng thống Nixon lên tiếng công khai hóa những đề nghị đã gửi cho Bắc Việt trước kia. Những điều kiện trong đề nghị đó như sau: Hoa Kỳ sẽ rút quân trong vòng 6 tháng và chấp nhận quốc tế đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống ở Việt Nam cho phép tất cả các ứng cử viên từ các đoàn thể chính trị ở Việt Nam được quyền ứng cử. Ông Thiệu sẽ từ chức một tháng trước khi cuộc bầu cử bắt đầu. Bài diễn văn của Tổng thống Nixon lần này là một ngón đòn chánh trị ngoạn mục để đánh vào cả dư luận quốc tế cũng như dư luận của các giới phản chiến. Những tiết lộ về các cuộc đàm phán bí mật của Hoa Kỳ với Bắc Việt trong bài diễn văn của Tổng thống Nixon thật là ly kỳ và những tiết lộ về những cuộc đàm phán ở Bắc Kinh của ông Kissinger vào năm trước đây cũng ly kỳ, không kém. Những tiết lộ đó đã khiến những đoàn thể phản chiến thấy mình bị hố nặng. Họ không khỏi chưng hửng khi thấy tất cả những đòi hỏi nhượng bộ của họ đã được chánh phủ Hoa Kỳ, một chánh phủ mà họ cho là sai lầm, chấp thuận từ lâu, nhưng Bắc Việt vẫn hoàn toàn khoảnh mặt riêng phần tôi thì sự tuyên bố của tổng thống nixon lại khiến tôi hết sức lo ngại cho tương lai của việt nam thật khó ai có thể tưởng tượng được rằng ông kissinger đã tự mình đàm phán bí mật cho cả hoa kỳ lẫn việt nam vào lúc này chẳng ai biết rõ hơn tôi về việc những quyền lợi của hoa kỳ không còn đi đôi với sự sống còn của việt nam nữa tôi đã nhận thấy điều này kể từ khi chính phủ nixon bắt đầu nhậm chức thực ra thì việc rút quân của Hoa Kỳ và vấn đề sống còn của Việt Nam không phải là hai vấn đề hoàn toàn không thể đi đôi. Tuy thế, vấn đề đáng ngại là việc Hoa Kỳ đã tự đảm nhận trách nhiệm và tự tham gia các cuộc đàm phán như thế đây hoàn toàn là những cuộc đàm phán của riêng Hoa Kỳ. Vào năm 1969, lúc chính phủ Nixon vừa mới nhậm chức, vì trần chờ và thụ động, ông thiệu đã để mất cơ hội đóng góp vào các kế hoạch của Hoa Kỳ. Đối với cuộc chiến Việt Nam khi các kế hoạch này hãy còn phôi thai Kể từ đó, Tổng thống Nixon và ông Kissinger đã hoàn toàn chủ động các cuộc đàm phán với Bắc Việt Trong suốt 3 năm trường, điểm nổi bật của chính sách Hoa Kỳ trong việc đàm phán Là cố giữ cho Việt Nam tạm ổn định và hoàn toàn thụ động Tôi đã biết rõ ông Tiểu không hề tham gia soạn thảo các kế hoạch do ông Kissinger đề ra Chẳng những vậy Tôi cũng không biết ông Thiệu thực sự được báo cáo chi tiết rõ rệt đến cái độ nào. Chỉ cần nhìn vào lời lối hành động bí mật của ông Kissinger và tính hay né tránh vấn đề của ông Thiệu, tôi cũng thừa biết rằng ông Thiệu và ông Kissinger khó có thể cùng nhau bàn luận vấn đề đàm phán một cách hữu hiệu cho được. Tôi không muốn gửi điện hỏi ông Thiệu xem ông có thực sự biết rõ việc đàm phán của Hoa Kỳ hay không. Vụ bà Anna Chanout đã dạy tôi rằng những bức điện của tôi thật sự chẳng có gì là an toàn. Bởi vậy, thay vì gửi điện, tôi điện thoại cho ông Nhã. Nhưng ông Nhã lại có vẻ không muốn bàn bạc chuyện gì. Ông Nhã không hề nói rõ là ông Thiệu có hoàn toàn hài lòng về những cuộc đàm phán bí mật hay không, mà chỉ nói vắng tắt rằng chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau một thời gian ngắn sau khi tổng thống nixon đọc diễn văn đại sứ cơ trở về hoa thành đốn để tham khảo ý kiến như thường lệ tôi mời ông cơ đến tòa đại sứ để tôi có dịp nói chuyện với ông với tư cách là đại sứ của hoa kỳ ở sài gòn ông cơ thực sự đã là người trung gian giữa ông Kissinger và ông thiệu tôi muốn gặp ông cơ để có thể biết rõ phản ứng của ông thiệu khi chúng tôi gặp nhau ông cơ nói với tôi rằng như anh cũng biết, thăm dò phản ứng của ông Thiệu nào phải là chuyện dễ dàng. Ông buông Cơ nói rằng ông có chuyển tất cả những bản báo cáo của ông Kissinger cho ông Thiệu, nhưng ông chẳng biết phản ứng của ông Thiệu thật sự ra sao. Vào cuối tháng 2 thì tin tức về mọi việc bắt đầu sáng tỏ đôi phần khi ông Nhã đến Hoa Kỳ. Ông Nhã cho biết rằng tuy có được báo cáo những tin tức báo cáo ông Thiệu nhận được rất là sơ sài, Thường thì ông Kissinger chỉ gửi một bản báo cáo rất ngắn cho ông Bunker để ông Bunker chuyển thẳng cho ông Thiệu. Ông Thiệu cũng được hỏi ý kiến về một số những điều tổng quát, nhưng không hề biết rõ chi tiết như ông mong mỏi. Đương nhiên, ông Thiệu có rất hết cơ hội để bày tỏ quan niệm riêng. Ông đã gượng gạo đồng ý những vấn đề như vấn đề quốc tế sẽ đứng ra tổ chức cuộc bầu cử và vấn đề ông phải tự động từ chức tổng thống. Ông Thiệu chấp nhận những đòi hỏi của Hoa Kỳ vì hai lý do. Thứ nhất, ông Thiệu cho rằng Bắc Việt sẽ không bao giờ chấp nhận những đề nghị của Hoa Kỳ. Thứ hai, ông Thiệu muốn tránh việc phải đương đầu với tổng thống Nixon. Nói chung, thì những diễn biến trong giai đoạn này là một triệu chứng tôi đã có dịp quan sát kể từ năm 1965. Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp, lúc nào họ cũng nắm phần quyết định các chính sách đi đôi với vấn đề sinh tử của Việt Nam nhưng lại quyết định dựa trên những quyền lợi của Hoa Kỳ. Khi quyết định những chính sách có liên quan đến sự sống còn của Việt Nam, Hoa Kỳ thường chẳng để ý gì đến chính phủ Việt Nam. Hoặc giả nếu có để ý đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ là để ý một cách rất sơ sài và hời hợt. Thái độ làm việc độc đoán của Hoa Kỳ đã dẫn đến một tình trạng bế tắc trong sự cộng tác của cả hai quốc gia Mỹ, Việt Hậu quả của những thái độ đó là do những thất bại của chính phủ Hoa Kỳ trên bình diện luân lý đi đôi cùng với những thất bại của Việt Nam. Vì thiếu khả năng lãnh đạo, thụ động và không đủ khả năng để nhận lãnh trách nhiệm quốc gia. Dĩ nhiên, một trong những lý do chính kiến khiến Hoa Kỳ có thái độ độc đoán khi cộng tác với người Việt cũng là do những đúc kết trị biệt giữa lịch sử Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng dầu gì đi nữa thì tôi vẫn quý vẫn quy cái lý do chính vào vai trò của những người lãnh đạo. Những lý do đó là bản tánh thích bí mật, thích mua mẹo và vận động của ông Kissinger. Bản tính quan co, lưỡng lự và hay tránh né vấn đề của ông Thiệu. Vì gần gũi với cả hai phía, tôi đã có dịp quan sát sự liên hệ này kéo dài trong suốt những năm qua, chẳng những thế, tôi còn nhìn rõ sự bất lực của tôi khi phải đối phó với vấn đề này. Khi viết thư từ chức, tôi đã nghĩ rằng ít nhất thì sau khi từ từ chức tôi cũng tránh được phần nào những thất vọng đi đôi với công việc. Nhưng mà lạ thay, dường như vấn đề từ chức của tôi vẫn chưa được Sài Gòn để ý. Tôi biết Sài Gòn chắc chắn đã nhận được thư từ chức của tôi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, chính phủ Sài Gòn vẫn âm thầm yên lặng, chẳng hề gửi lại cho tôi một chữ nói rằng ngày nào là ngày tôi chuyển nhiệm hoặc tỏ vẻ nhận biết yêu cầu từ chức của tôi. Hậu quả là cho đến cuối tháng 3 năm 1971, tôi vẫn còn làm việc, còn lây hoay tìm hiểu tin tức của cá Sài Gòn lẫn hoa Thành đốt. Khi tin tức về những cuộc đàm phán bí mật được công bố, tôi lại càng cảm thấy lo lắng vì cách làm việc của ông Kissinger. Tôi không biết, chẳng hiểu phải tìm cách nào để có thể tiên liệu cho đúng được các chiều hướng và quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Để tìm hiểu các vấn đề này, tôi đến gặp các phụ tá của ông Kissinger như các ông Holmriger, và nhà báo kỳ cựu Marvin Kalb của Đài CBS chuyên về các vấn đề ngoại giao. Ông Marvin Kalb là người đi sát với ông Kissinger và hiểu rõ cách làm việc của ông Kissinger. Tôi muốn hiểu rõ quan niệm uyển chuyển, một danh từ tôi đã nghe ông Kissinger dùng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và ông năm 1969. Lúc này danh từ uyển chuyển đã mang nhiều sắc thái của một điểm bất thường. Trong khi những cái điểm bất thường về mặt chính trị chỉ mới manh nhà thì những đe dọa về mặt quân sự lại rõ rệt hơn. Tuy vào ngày 13 tháng 9 năm 1972, Bắc Việt vẫn còn đàm phán mà vào tháng 10 họ đã chấm dứt các cuộc đàm phán. Lúc này đang là năm 1972, năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và dĩ nhiên Việt Cộng vẫn còn nhớ những kết quả họ đã gặt hái được vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 trong lần bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trước đây. Ông Robert Thompson, một chuyên viên dày kinh nghiệm chống du kết đã khẳng định rằng Việt Cộng sẽ mở cuộc tấn công trước tháng 10 để có thể lợi dụng dư luận trong giai đoạn Hoa Kỳ tiến hành cuộc bầu cử 1972. Ngoài những dự đoán của các chuyên gia, còn một yếu tố khác cho thấy Việt Cộng sắp sửa tấn công là yếu tố thời tiết Thời tiết ở Việt Nam lúc này đang bắt đầu chuyển sang mùa khô. Tất cả những tin tức tình báo đều cho thấy Bắc Việt đã sửa soạn từ nhiều tháng trước. Vì tháng 7 là tháng thời tiết chuyển mùa nên trễ lắm là vào tháng 6, bắt buộc miền Bắc sẽ phải rụt rịch. Lúc này đã vào giữa tháng 3, thời khóa biểu của tôi đặt nghịch các cuộc họp với Bộ Ngoại giao và những nhân viên quân sự. Ông Sullivan, ông Westmoreland, ông Lark, và nhiều tướng lãnh khác đang điều khiển chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Lúc này quân số Hoa Kỳ ở Việt Nam đã giảm đến độ sự hiện diện của Hoa Kỳ gần như không đáng kể. Hơn nữa Hoa Kỳ không còn giữ vai trò lãnh đạo quân sự. Vì thế nên những trận đụng độ lúc này sẽ là những đụng độ của quân đội Việt Nam Cộng hòa và cộng sản. Ở thời điểm này thì đàm phán nguyên là phần đầu của chiến thuật lưỡng đầu đã thất bại hoàn toàn. Giờ là lúc thử thách của phần 2. Kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh sắp bước vào giai đoạn thử thách, một cuộc đụng độ lớn sắp bắt đầu. Câu hỏi chỉ còn là cuộc đụng độ sẽ xảy ra ở đâu và vào lúc nào? Vào ngày 30 tháng 3, quân đội Bắc Việt vượt qua vùng phi quân sự tấn công vào thành phố Quảng Trị. Lúc đầu chưa ai có thể xác định đây là một phần của cuộc tổng tấn công hay chỉ là một cuộc công kích dò dẫm. Nhưng trong vòng một tuần, cuộc tấn công thứ hai bắt đầu từ biên giới Campuchia tấn công nhắm vào An Lộc, phía Bắc Sài Gòn. Khi quản trị và An Lộc bị tấn công, thì lúc nào tôi cũng gần như gắn liền với máy điện thoại. Tôi nói chuyện với Chánh phủ Sài Gòn với các nhân viên của tôi ở ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao. Tôi cố theo dõi An Lộc trong những trận giao tranh ngày càng lan rộng. Tuy tôi đã đoán trước rằng thế nào Việt Cộng cũng tấn công, nhưng tôi quá thật chưa thể tiên đoán trước được tầm mức rộng lớn và dữ dội của những cuộc tấn công lúc này. Ngay cả các đồng nghiệp của tôi ở bộ ngoại giao và ngũ giác đài hình như cũng kinh ngạc chẳng kém gì tôi. Vào tuần lễ thứ hai đã có 12 sư si đoàn Bắc Việt nhập trận. Một số quân khổng lồ từ Bắc Việt đang tiến, đang tiến vào xâm lược Việt Nam. Giờ phút thử thách của quân đội Việt Nam làm tôi lo lắng. Một mặt tôi vô cùng tin tưởng các đơn vị thiện chiến như nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động của quân đội Việt Nam. Nhưng một mặt khác thì lúc này sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ đã hoàn toàn mất hẳn. Tôi theo sát những diễn biến ở chiến trường và những chi tiết về sư đoàn 3 đang bị tấn công và cảnh quân đội Bắc Việt tiến dần tới vùng thủ đô Quảng Trị. Nhưng dù Tổng thống Nixon đã áp dụng kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, ông vẫn nhất định không bỏ mặt những cuộc tấn công của Bắc Việt. Vào ngày 5 tháng 4, phi cơ Hoa Kỳ dội bom vào những nơi tiếp vận của Bắc Việt trong khi những hải quân và không quân của Hoa Kỳ sửa soạn nhập trận. Vào ngày 15 tháng 4... Khi những cuộc tấn công của Bắc Việt phát động toàn lực thì máy bay B-52 đã dội bơm xuống Hà Nội và Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm những thành phố như Hà Nội và Hải Phòng bị tấn công. Đối với Tổng thống Nixon và ông Kissinger thì những cuộc tấn công này chứng tỏ sự quyết tâm của Hoa Kỳ. Nhưng giới phản chiến ở Hoa Kỳ lại có thái độ khác hẳn. Sinh viên Hoa Kỳ phản ứng tức thời, biểu tình bùng ra khắp mọi nơi trên toàn quốc. Một cuộc biểu tình trong khuôn viên đại học đã khiến hàng trăm sinh viên chống đối bị bắt. Tại Thượng viện, Ủy ban Ngoại giao của Thượng nghị sĩ Fulbright gọi Bộ trưởng Quốc phòng Laird và Ngoại trưởng Rogers ra điều trần trước Quốc hội. Cuộc điều trần trước máy truyền hình diễn ra chẳng khác nào một cuộc đụng độ giữa hai vị Bộ trưởng và các Thượng nghị sĩ phản chiến. Lúc này cuộc chiến đã bước vào một giai đoạn quyết định Cộng sản đang thu thập tất cả mọi lực lượng tấn công mãnh liệt vào miền Nam về phía hoa kỳ thì tổng thống nixon đã cho lệnh các lực lượng hải quân và không quân của hoa kỳ tự do tấn công bất chấp các cuộc biểu tình hoặc sự chống đối của quốc hội hoa kỳ những cuộc biểu tình diễn ra ngày càng ồ ạt ở hoa thịnh đốn đã khiến những quan sát viên ở hoa kỳ hết sức theo dõi những trận đụng độ ở việt nam câu hỏi đơn giản của họ là liệu các lực lượng quân đội việt nam cùng với sự yểm trợ của hoa kỳ có đủ sức bảo vệ việt nam hay không hay là những chính sách trong gần suốt 20 năm của Hoa Kỳ sẽ tiêu tan thành mây khói cùng với sự sụp đổ của Việt Nam? Vào trung tuần tháng 4, vấn đề vẫn chưa hoàn toàn ngã ngủ. Vào ngày 21, ông Alexander Hyde từ Việt Nam trở về, mang theo những tin tức rõ rệt nhất. Tối đó, tôi điện cho ông Thiệu. Ông Hyde cho rằng tinh thần quân đội Việt Nam rất cao, trừ vài trường hợp lẻ tẻ quân đội Việt Nam đã chiến đấu rất hữu hiệu. Ông Hai cũng đồng ý với những nhận định tình hình của chúng ta rằng các lực lượng Việt Nam vẫn còn có thể cầm cự trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Việc duy nhất khiến ông Hai lo ngại là sự tổn thất của quân đội Việt Nam có thể khiến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Việt Nam suy si giảm. Dư luận Hoa Kỳ cho rằng câu trả lời về sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn phụ thuộc vào những trận đụng độ của quân đội hai miền Nam Bắc và những phản ứng của quân đội miền Nam Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 5, mạng Bắc của Quảng Trị bị hai sư đoàn 304, 308 và xe tăng yểm trợ của Bắc Việt đánh chiếm. Sư đoàn 3 bộ binh của Việt Nam tăng rải dưới áp lực của cuộc tấn công này. Khi Quảng Trị mất, những toán tàn quân của sư đoàn 3 và dân chúng Quảng Trị đã ùa ra đường phố để chạy tản cư. Trên nhiều đoạn đường tản cư nằm trong tầm pháo binh của Việt Cộng, những đoàn tản cư đã bị dội pháo, cả Huế lẫn Con Tum đều bị đe dọa Cách Sài Gòn khoảng 60 dặm gần biên giới Campuchia, lúc này An Lộc cũng đang bị bảo vệ. Sau ngày mất quản trị, Kissinger đến họp cùng Lê Đức Thọ ở Ba Lê. Đây là cuộc họp đầu tiên trong suốt 8 tháng. Sau này, Kissinger viết lại rằng cung cách của Lê Đức Thọ thật là kiêu ngạo. Thọ đã cả quyết rằng Bắc Việt chắc chắn sẽ toàn thắng. Ít lâu sau, tình thế cho thấy sự lạc quan của Thọ hãy còn quá sớm. Tuy những đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa đã ngỡ ngàng vào lúc đầu vì tầm mức lớn rộng của cuộc tấn công cùng những xe tăng, đại pháo của Bắc Việt chẳng bao lâu sau họ đã bắt đầu chấn chỉnh, chiến đấu mạnh liệt để giữ từng tất đất. Trên tất cả các mặt trận Bắc Việt tấn công, những bước tấn công của Bắc Việt đều bị chặn đứng. Quân đội miền Nam Việt Nam đã anh dụng chiến đấu với sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ. Trong ba mặt trận kể trên, An Lộc là nơi đẫm máu và bi thảm nhất. Nhìn dưới một khía cạnh nào đó thì đây chính là một trận đánh điển hình cho tất cả những trận đánh khác đang diễn ra khắp mọi nơi trong toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Thị trấn An Lộc nằm ở giữa quốc lộ 13 và là một khu vực chỉ cách những căn cứ Việt Cộng ở Campuchia khoảng 15 dặm. Bên trên An Lộc là những triền thung lũng và những đồn điền cao su. Vào ngày 7 tháng 4 và ngày 9 tháng 7, An Lộc bị bao vây trong một chiến trận chẳng khác gì cuộc bao vây của Stalingrad. Tại An Lộc, tướng Lê Văn Hưng có khoảng 6.000 quân, bao gồm phần nhiều địa phương quân, cùng với một số đơn vị của sư đoàn 5. Trong khi đó, Việt Cộng đã tấn công bằng các sư đoàn 5, 7, 9, sư đoàn pháo binh 75 và 3 tiểu đoàn thiết giáp. Tổng cộng số quân Bắc Việt dùng tấn công vào An Lộc kể cả các đơn vị chặn đường là 28.000. Vào ngày 11 tháng 4, Việt Cộng phá tan những tiền đồn phía trước An Lộc vào ngày 12 quân đội Bắc Việt vây kín thành phố An Lộc. Ngày 13 tháng 7 sau khi đã pháo kích kịch liệt đợt tấn công đầu của Việt Cộng tấn công thẳng vào các đơn vị của miền Nam Việt Nam đang bị bao vây. Cuộc tấn công ngừng lại khi đã chiếm được 1 phần 3 thành phố An Lộc. Hai ngày sau một cuộc tổng tấn công khác lại bắt đầu. Lần này Việt Cộng tiến sâu hơn, cuộc đụng độ diễn ra ngay tại những ngôi nhà trong thành phố cho đến khi Việt Cộng bị đẩy lui bằng những trận dội bơm gần sát nơi bầu tư lệnh của tướng Hưng. Những người lính tử thủ và những người dân an lộc lúc này chỉ sống nhờ những thực phẩm thuốc men và vũ khí tiếp liệu bằng giục. Hơn 2 phần 3 những phần tiếp liệu rơi vào phía sau hàng tiền tuyến của quân đội Bắc Việt khi những máy bay tiếp vận C-130 phải di chuyển để tránh né những loạt tác xạ của súng phòng không. Tuy vòng đai tự vệ của quân đội An Lộc ngay càng thu hẹp, họ đã chiến đấu nhiều tuần trong tình trạng cô thế, thiếu binh sĩ, thiếu vũ khí và đã đẩy lui được những đoàn bộ binh và thiết giáp của Bắc Việt. Một tháng sau sư đoàn 5 và sư đoàn 9 của Việt Cộng lại đồng loạt tấn công các mặt Bắc, Đông Bắc, Nam và Tây. Rồi qua cửa phía Tây An Lộc, trung đoàn 272 của Việt Cộng tấn công thẳng vào những binh lính tự vệ Việt Nam. Vào lúc 10 giờ sáng, Việt Cộng đã chiếm những tòa binh binh công cộng và chỉ còn cách bộ tư lệnh của tướng Hưng khoảng 150 thước. Ở mặt bắc, Việt Cộng tấn công chọc thủng phòng tuyến của quân đội Việt Nam và vào gần đến trung tâm thành phố. Tại mặt nam, các lực lượng Việt Cộng đang cố tiến qua những hàng rào tự vệ của quân lính Việt Nam lúc này đã kiệt sức và bị chấn động nhiều vì bom. Rạng đông ngày 12 tháng 5, hai sư đoàn 5 và 9 của Việt Cộng lại tấn công vào trung tâm thành phố. Nhưng những binh sĩ miền Nam cùng những phi công yểm trợ của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ vẫn anh dụng chiến đấu. Anh tạc cơ yểm trợ cùng những lằn đạn gần kiệt của quân đội Việt Nam đã đánh bật trả lại những cuộc tấn công hung hãn của Việt Cộng. Vào lúc cuối ngày tình thế cho thấy quân đội Việt Cộng đã mất cả tinh thần lẫn nhuệ khí. Sau đợt tấn công cuối cùng vào ăn Lộc, Việt Cộng đã dùng cạn khả năng tấn công. Những ngày sau đó, sư đoàn 5 Bắc Việt tháo lui để nghỉ ngơi và bù đắp những tổn thất trong lúc tấn công. Tuy thế, sư đoàn chính của Bắc Việt vẫn đóng quân bao vây thành phố và tấn công vào trung tâm An Lộc bằng những đơn vị nhỏ. Lúc này sự tự vệ của quân đội Việt Nam Cộng hòa ở An Lộc quá đã vượt trên tầm mức à, vượt trên tầm ước định của Bắc Việt. Vào cuối tháng 5 khi phần lớn các súng cao xạ bắn máy bay của Bắc Việt đã bị triệt hạ, trực thăng và máy bay chuyển vận đã có thể lui tới thường xuyên hơn. Cuối cùng vào ngày 9 tháng 7, quân tiếp viện của Sư đoàn 21 Việt Nam cùng những đơn vị khác chọc thủng vòng vây của Sư đoàn 7 Bắc Việt dọc theo quốc lộ 13 và liên lạc được với những binh sĩ đang tử thủ ở An Lộc. Trong cuộc tấn công để chọc thủng vòng vây của Bắc Việt ở An Lộc, các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa đã đụng độ với Sư đoàn 7 của Việt Cộng suốt 2 tháng trường. Sau cuộc tấn công đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại mất 4.000 quân, trong khi Bắc Việt thiệt hại 6.000 quân. An Lộc không phải là một chiến thắng có tính cách chiến thuật, mà là một sự thành công thể hiện được sự trưởng thành của quân đội Việt Nam qua kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Mặc dù kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng nói chung thì kế hoạch này vẫn thành công đáng kể. Chiến thắng An Lộc đã chứng tỏ khả năng chiến đấu kiêu hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Qua chiến thắng đó, quân đội Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ có thể đẩy lui được những cuộc tấn công của các lực lượng Cộng sản được trang bị đầy đủ hơn hẳn về mọi mặt. Chiến thắng An Lộc còn cho thấy rằng nếu có các lực lượng không quân yểm trợ thì quân đội Việt Nam sẽ thừa sức chu toàn những nhiệm vụ được giao phó. Đợt tấn công cuối cùng của Cộng sản vào An Lộc bị đẩy lui vào ngày 12 tháng 5 Tuy quản trị bị lọt vào tay Bắc Việt nhưng quân đội Bắc Việt vẫn không đủ khả năng để tấn công vào Huế. Và cả những cuộc tấn công của Bắc Việt vào cao nguyên cũng thất bại. Khi tình thế đã rõ rệt rằng miền Nam Việt Nam vẫn đứng vững sau cuộc tổng tấn công mùa xuân thì tôi bắt đầu chuẩn bị để từ chức. Vào cuối tháng 5 tôi bắt đầu sửa soạn từ giả các bạn bè trong giới ngoại giao và vào đầu tháng 6 tôi đến tòa Bạch Ốc để chào Tổng thống Nixon. Tôi và nhà tôi cùng bữa ăn trưa giả từ với ông bà Averin Harriman, rồi đến dự một bữa trưa giả từ khác với ông bà George aiken Tôi gặp tất cả những bạn bè và đồng nghiệp và những cộng sự viên đã cùng làm việc với tôi trong suốt bao năm. Ông Rogers, ông Westmoreland, ông Lyle, ông William Sullivan, ông Alexis Johnson, ông Alexander Hyde và các nhân viên phụ tá của ông Kissinger như các ông John horick và John uh, Negroponte và các bạn bè trong quốc hội như Thượng nghị sĩ Tower và dân biểu Clement Zablocki. Buổi lễ giả từ thật là bình tĩnh đối với rất nhiều người. Tôi cảm thấy dường như tôi đã ở Hòa Thịnh Đốn lâu lắm rồi. Dĩ nhiên là tôi đã tự ý rời Hòa Thịnh Đốn. Và vì thế tôi cho rằng tôi đã sửa soạn kỹ lưỡng trước khi giả từ. Tuy vậy, ở những phút cuối khi chia tay bạn bè và những cộng sự viên tận tụy đã cùng làm việc với tôi trong nhiều năm, tôi cũng vẫn cảm thấy có đôi phần sao xuyến. Từ phi trường Dulles International, tôi và gia đình bay qua Ba Lê. Chúng tôi ở lại Ba một tuần rồi muốn một chiếc xe Porsche. Cả gia đình chăn chúc chạy thẳng uh, tới Napoleon. Chạy thẳng từ uh, lộ trình Napoleon tới Nai, Cannes và Jean Loppe. Rồi vào San Gervais. Thì Dương nghĩ rằng là cái này nó tiếng Pháp quý vị cho nên Thùy Dương có thể đọc không đúng. Một tỉnh nhỏ nằm cạnh biên giới Thụy Sĩ, nơi chúng tôi đã từng trú ngụ suốt một năm khi nhà tôi phải đi dưỡng bệnh. Tại đây chúng tôi ghé thăm những người đã từng săn sóc nhà tôi 20 năm về trước, rồi đi thẳng sang Ý đại lợi. Chuyến đi này quả thật là một chuyến du hành khó quên. Chúng tôi đến Geneva, vượt những ngọn núi Alps ở Ý đại lợi và thành phố Venice huyền thoại ở Áo và đi qua những nhà thờ sáng chói của thành phố Florence Diễm Lệ. Trong chuyến đi đó, chúng tôi hòa mình vào những toán du khách khác để thưởng thức những cảnh đẹp xung quanh. Đôi khi chúng tôi chẳng còn nhớ rõ là mình đang ở đâu nữa. Tôi cảm thấy gia đình tôi lúc này chẳng khác nào một gia đình người Nhật đang trên đường du ngoạn. Sau hai tháng du ngoạn, chúng tôi trở lại Ba Lê để sửa soạn cho chuyến bay về Sài Gòn. Lúc này là giữa tháng 8, Tôi vẫn chưa biết rằng Kissinger cùng Lê Đức Thọ đã tiếp tục những cuộc đàm phán bí mật. Tôi cũng chưa biết rằng hai bên đã hiểu rõ sức mạnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau cuộc tổng tấn công mùa xuân và đã bắt đầu thảo luận những vấn đề tổng quát của kế hoạch đàm phán. Tạm thời những biến chuyển động trời này vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tuy tôi đã trở về với bầu không khí chính trị sôi sụp của Sài Gòn, nhưng lúc này tôi chỉ là một người ngoại cuộc tôi bắt đầu đến tòa soạn Sài Gòn Post tìm cách ghép mình vào kỷ luật làm việc hàng ngày của tòa báo. Tôi cũng bắt đầu sắp xếp để cho ra một tờ báo văn học nghệ thuật mà tôi đã nghĩ đến lúc trước. Tôi thu xếp các vấn đề tài chính, mướn chủ bút và các văn sĩ bắt đầu cho ra một tờ báo văn học nghệ thuật mà chúng tôi đặt tên là Gió Mới. Dĩ nhiên là khi tôi quay lại thì Sài Gòn vẫn còn cảm tưởng của tôi đối với đời sống Sài Gòn, vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi lại bắt đầu chú tâm lắng nghe những diễn biến trong bầu không khí sinh hoạt của thành phố vì chiến cuộc ngày càng giảm dần nên những uh, bạn bè của tôi ở trong giới quân sự đều có vẻ phấn khởi hoặc ít ra thì họ cũng rất lạc quan họ đã nhiều lần bàn luận về trận đánh anh dũng bảo vệ an lộc và họ cho rằng nếu đụng độ thực sự xảy ra thì việt nam có thể đối phó được với bắc việt Tuy nhiên, vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt vẫn làm mọi người lo lắng. Ông Kissinger vừa đến Sài Gòn. Chuyến đi của ông cho thấy vấn đề quân sự đã tạm lắng xuống để nhường chỗ cho những cuộc đàm phán trên đường ngoại giao. Gần như ai cũng biết rằng giờ đây Kissinger và Lê Đức Thọ sẽ cùng đi đến một kết luận, nhưng kết luận đó ra sao thì lại chẳng ai có thể đoán trước được. Vào đầu tháng 9 năm 1972, tôi đến Dinh Độc Lập thăm ông Thiệu, cuộc gặp gỡ hoàn toàn vui vẻ với những nụ cười những cái bắt tay và những câu chuyện xã giao cả hai chúng tôi đều tránh nói đến chuyện chính trị trong những tháng kế tiếp sau đó ông thiệu lại nhiều lần mời tôi và nhà tôi đến dự những bữa tiệc vừa xã giao cũng như vừa chính trị của ông có lẽ ông thiệu đã cố dùng những buổi tiệc này để xoa dịu những sự khó chịu giữa chúng tôi trong quá khứ vào giữa tháng 10, người thay thế tôi ở Hoa Thịnh Đốn là ông Trần Kim Phượng trở về Sài Gòn để sửa soạn cho cuộc gặp gỡ của ông Thiệu và Kissinger vào ngày 19 tháng 10. Trong thời gian ông Phượng ở Việt Nam thì chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Qua ông Phượng tôi biết rằng Kissinger và Lê Đức Thọ đã đạt được một thỏa hiệp. Kissinger đến Sài Gòn lần này là để tìm cách thuyết phục ông Thiệu đồng ý. Nếu chỉ nói riêng về việc đàm phán thì ý kiến của ông Phượng cũng trùng đúng với ý kiến của tôi. Ý kiến đó là Hoa Kỳ đang tìm mọi cách để rút ra khỏi Việt Nam. Vấn đề chính là họ làm thế nào để đạt được sự thỏa thuận của Bắc Việt. Lúc này tình thế cho thấy Bắc Việt đã đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của Tổng thống Nixon và ông Kissinger. Trao trả tù binh và gián tiếp nhìn nhận chánh phủ miền Nam Việt Nam. Để đổi lại, Hoa Kỳ sẽ rút quân toàn bộ không để lại dù chỉ là những số quân tối thiểu như ở đại hàng trước đây. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng không bắt buộc Bắc Việt phải rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Chúng tôi cùng nghĩ rằng thế nào Hoa Kỳ cũng sẽ chấp nhận, dĩ nhiên ông Thiệu sẽ cực lực phản đối những vấn đề đã được Hoa Kỳ thỏa thuận. Sự phản đối của ông Thiệu có thể sẽ đưa đến những tình trạng khó khăn. Tuy thế, cả hai chúng tôi đều biết rằng rồi đây ông Thiệu cũng sẽ phải đầu hàng vì những áp lực của Hoa Kỳ khi bản dự thảo của hiệp định ba lê được công bố ông thiệu chẳng những chỉ phản đối mà còn tỏ vẻ phẫn nộ về nhiều điều khoản trong bản thỏa hiệp tin đồn càng ngày lan rộng về việc ông thiệu không được thông báo gì về những điều đã được thỏa thuận giữa kissinger và lê đức thọ trong giai đoạn đàm phán cuối cùng dĩ nhiên ông thiệu khó thể chấp nhận việc kissinger đưa ra những sự đó rồi và nhất là trong một bản dự thảo đầy giấy những thiếu sót và trước sau bất nhất như bản dự thảo của kissinger và lê đức thọ một trong những điểm khó thể chấp nhận là vấn đề bản dự thảo đã đề cập đến ba quốc gia, Đông Dương, tức là Việt Nam, Lào, Campuchia và chỉ đề cập đến một chứ không phải 2 nước Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 10, khi ông Kissinger rời Sài Gòn, thì dư luận đồng rằng ông Thiệu đập bác bỏ những thỏa hiệp mà ông Kissinger đã điều định. Ngày 24, ông Thiệu lên tiếng phản đối trên đài phát thanh chính thức tuyên bố ông không chấp nhận bản dự thảo thỏa hiệp Ông Thiệu nói rằng ông không chấp nhận bất kỳ một hình thức liên hiệp nào cả và không đồng ý về việc Hoa Kỳ cho phép Hà Nội vẫn được đóng quân trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Ông đưa ra đề nghị đàm phán trực tiếp giữa Sài Gòn và Hà Nội, cũng như đàm phán trực tiếp giữa Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng. Sau bài diễn văn của ông Thiệu, Sài Gòn lại xôn xao bàn luận về những áp lực của Hoa Kỳ, cũng như về mức độ chịu đựng của ông Thiệu. Thái độ cứng rắn của ông Tiều được dân chúng ủng hộ, có lẽ đây là phản ứng tự nhiên của một quốc gia nhỏ bé phẫn hận trước những hành động của một đồng minh khổng lồ. Tuy thế đây chỉ là những phản ứng ban đầu. Chẳng bao lâu sau tình thế cho thấy ông Tiều không thể tiếp tục chống đối và đã bị buộc phải chấp nhận bản dự thảo thỏa hiệp do Hoa Kỳ và Bắc Việt. Sự thể cho thấy chính phủ của ông Tiều quá thật không thể chịu đựng nổi những sự mất mát lớn lao như mất tất cả những sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Trong tháng 10, tôi và ông Hoàng Đức Nhã gặp nhau thường xuyên hơn. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn cho ông Nhã và ông Thiệu. Chính phủ Việt Nam đã đưa trong ông single một bản liệt kê gồm 69 điều khoản cần thay đổi trong bản dự thảo thỏa hiệp mà ông Kissinger đã ký kết với Hà Nội. Tuy Kissinger hứa sẽ cố gắng hết sức, mọi người đều thấy rõ Lê Đức Thọ khó thể đồng ý với những điều khoản chính mà chính phủ Việt Nam yêu cầu, nhất là vấn đề đòi hỏi Hà Nội phải rút quân. Đây đúng là một giai đoạn thử thách của ông Thiệu, trong giai đoạn này ông Thiệu đã cố gắng để Hoa Kỳ đi vào con đường ông mong mỏi. Riêng về phía Hoa Kỳ thì đây chính là giai đoạn mà họ cho là cần phải đe dọa ông Thiệu, chánh quyền Hoa Kỳ đã đe dọa rằng nếu ông Thiệu không chịu ký kết thì Hoa Kỳ sẽ cắt đứt tất cả mọi viện trợ bất kể đến vấn đề sinh tử của Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 10, tổng thống Nixon đã viết một bức thư nhắc nhở ông Thiệu về trường hợp của ông Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Riêng đối với ông Kissinger thì phản ứng của ông Thiệu là một sự kiện bất ngờ và đầy cay đắng. Ngay từ lúc đầu, ông Kissinger đã xem vai trò của chính phủ Việt Nam trong các cuộc đàm phán chỉ là vai trò phụ. Chính vì vậy nên ông Kissinger đã cùng soạn thảo mọi việc với Tổng thống Nixon và cố tránh tham khảo ý kiến với chúng tôi ít chừng nào hay chừng ấy. Khi Hoa Kỳ quyết định rút lui, thì giới lãnh đạo Hoa Kỳ cũng quyết định một cách độc đoán, chẳng khác gì khi họ tự ý nhập cuộc hoặc tự ý điều động cuộc chiến Việt Nam trong thời gian họ can thiệp. Trong khi đó, về phía Việt Nam, thì không muốn phải đối đầu với Hoa Kỳ và vì những đe dọa bất an, ông thiệu đã đóng trọn vai trò thụ động như Hoa Kỳ mong mỏi. Ông đã đồng ý hoặc tỏ vẻ đồng ý với tất cả những chính sách và đề nghị do Hoa Kỳ đưa ra. Thực ra thì những cách đối xử của Hoa Kỳ đã khiến ông Thiệu vô cùng phẫn uất. Tuy thế ông vẫn cố nén sự phẫn uất vì cho rằng Bắc Việt sẽ chẳng bao giờ chấp thuận những điều khoản do Hoa Kỳ đưa ra. Thế mà giờ đây, sau suốt 4 năm ngoan cố, Lê Đức Thọ đã bất ngờ đổi thái độ. Và khi Bắc Việt thay đổi thái độ thì việc gì phải đến đã đến. Từ trước đến nay, Ông Kissinger vẫn chưa bao giờ coi ông Thiệu là bạn cùng cộng, cộng tác nên vào giữa lúc ông đang có bản hoa ước trong tay, ông Kissinger chưa hề chuẩn bị đủ để đối phó với những thái độ bất ngờ của ông Thiệu. Trong khi đó, đối với ông Thiệu thì bản dự thảo thỏa hiệp thật chẳng khác nào một tờ giấy nợ bất ngờ tổng kết tất cả những lỗi lầm, thiếu sót ông đã bỏ qua khi đánh mất cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ. Sau tất cả những năm tránh né và đồng ý gượng gạo, giờ đây ông Thiệu phải chấp nhận một bản hiệp định mà ông cho là bản hiệp định khai tử Việt Nam. Những đàm phán giữa ông Kissinger và Lê Đức Thọ tiếp tục ở Ba Lê vào ngày 20 tháng 10. Hôm đó, Kissinger đem quà tặng cho hai đại diện đàm phán Bắc Việt, một quyển sách chụp hình Đại học Harvard cho Lê Đức Thọ và một đầu ngựa bằng pha lê cho Xuân Thủy, sau đó ông đưa ra 69 điều tu chỉnh và bổ túc của Việt Nam. Tuy đã có nhiều pha đàm phán thực sự chẳng bao lâu sau, Hoa Kỳ đã thấy chiến thuật đàm phán của Bắc Việt là lửng lơ, không hoàn toàn đi đến kết luận và cũng không hoàn toàn từ chối đàm phán. Bắc Việt có vẻ như muốn kéo dài thời gian, có lẽ Bắc Việt đã nhận ra rằng có thể trong cuộc nhóm họp trở lại sau ngày lễ Giáng sinh, có thể quốc hội mới được bầu lên của Hoa Kỳ sẽ cắt bỏ viện trợ cho Việt Nam. Dĩ nhiên họ cũng nóng lòng khai triển những sự bất đồng ý kiến giữa Hoa Kỳ cùng Việt Nam để chuyển những hiểm khích này thành hố thẩm. Sau hơn 3 tuần đàm phán vô hiệu vào ngày 13 tháng 12, Lê Đức Thọ trở về Hà Nội để tham khảo ý kiến. Trước khi lên đường trở về, Thọ đã đồng ý hẹn ngày tiếp tục đàm phán vào sau ngày lễ Giáng sinh. Tuy thế, vào ngày 14, trong một cuộc họp ở văn phòng tổng thống cùng ông Kissinger và ông Hai Tổng thống Nixon đã kết luận rằng Bắc Việt đang chủ trương kéo dài thời gian. Ông cho rằng ngay cả vào lúc Bắc Việt đang dò dẫm tìm hiểu những hiềm khích thực sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Bắc Việt cũng vẫn mưu toàn buộc Chánh phủ Hoa Kỳ phải đối phó với những đạo luật cắt giảm viện trợ của Quốc hội. Cả ba nhân vật tham dự cuộc họp đều cho rằng Hoa Kỳ cần phải gia tăng áp lực và chứng tỏ sức mạnh quân sự để buộc Bắc Việt phải đàm phán nhanh chóng hơn. Ba ngày sau, những trận mưa bom thay nhau rưới xuống Hải Phòng. Ngay ngày sau đó, máy bay B-52 dội bom xuống các mục tiêu ở cả Hải Phòng lẫn Hà Nội. Cuộc dội bom vào ngày lễ Giáng sinh đã thật sự bắt đầu. Cuộc dội bom là một dấu hiệu nhắn nhủ nhằm hai mục đích. Đối với Trung ương Đảng ở Hà Nội thì đây là một dấu hiệu chứng tỏ nếu bắt việc chịu đàm phán lập tức thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Tổng thống Nixon nhất định không chịu ngồi yên khi Hà Nội cố ý kéo dài thời gian. Đối với Sài Gòn thì hành động của Tổng thống Nixon đã chứng tỏ Việt Nam có thể tin tưởng vào ông trong việc đàm phán. Hành động của Tổng thống Nixon cũng cho thấy ông không hề e dè khi hành động trái ý với ý kiến dư luận nếu thực tế đòi hỏi cùng với những chuyến tiếp liệu của chương trình Enhance Plus. Chương trình Enhance Plus chủ trương tiếp tục viện trợ tối đa cho Việt Nam trước khi Quốc hội Hoa Kỳ có thể cắt bỏ viện trợ. Cuộc dội bom là một hành động chứng tỏ Hoa Kỳ đáng được tin cậy. Vào đầu tháng 12, ông Thiệu mời tôi vào dinh độc lập để trao đổi những ý kiến về tình hình chung. Khi cuộc dội bơm kết thúc, ông Thiệu cho vời tôi trở lại lần này ông yêu cầu tôi đi hoa thịnh đốn để chu toàn một cái sứ mệnh mặc dù các áp lực của hoa kỳ đang đè nặng ông thiệu vẫn muốn thuyết phục hoa kỳ phải cứng rắn hơn trong việc điều đình với cộng sản ông thiệu nói với tôi rằng tuy là đã trễ nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng làm những gì chúng ta có thể làm được tôi nhờ anh giải thích hộ với những nhà lãnh đạo hoa kỳ rằng sự có mặt của quân đội bắc việt ở miền nam là một vấn đề sinh tử đối với việt nam cộng hòa có thể giờ phút này đã là quá trễ, tôi cũng không rõ nữa, nhưng như anh đã biết, còn nước, còn tác. Tuy đã gặp rất nhiều khó khăn với ông Thiệu, nhưng lúc này tôi cũng cảm thông được tình cảnh đặc biệt của ông. Và hơn nữa, tôi nghĩ rằng ý kiến của ông Thiệu về việc không chấp nhận cho phép bắt việc có quân đóng ở miền Nam Việt Nam hoàn toàn đúng. Tôi cũng biết rõ chẳng khác gì ông Thiệu rằng rồi đây chúng tôi khó lòng mà có thể tránh né được áp lực của Hoa Kỳ. Tuy thế tôi vẫn tin là những nỗ lực cuối cùng dù sao cũng vẫn có vẻ thích đáng. Việc không đề phòng trước cuộc dội bơm vào lúc Giáng sinh bắt Việt đã bị tổn thất nặng nề. Nếu ông Kissinger có thể làm áp lực mạnh hơn, không chừng bắt Việt sẽ lại mềm dẻo. Biết đâu đây chẳng là một cơ hội tốt để khai thác vấn đề. Rồi quý vị, tiếp theo chương 34. Uh, cái nội dung này nó có là 1172 trang và cái chương 33 này là thì Dương đang đọc tới uh, trang 1052 rồi cho nên là không không còn nhiều nữa còn khoảng 20 trang nữa cho nên quý vị cố gắng cùng với thì Dương nha cho dù nó có dài thì quý vị cũng cố gắng nha cái chương cuối dạ thì chắc có lẽ là cái chương này thì Dương phải đọc đi đọc, đọc lại vài lần nữa để thì Dương có những cái thông tin để thì Dương làm việc với cái tuổi việc cộng Chương 34 Hiệp định Ba Lê Thế theo lời yêu cầu của ông Thiệu tôi đến Hoa Thịnh Đốn vào sáng ngày 5 tháng Giêng. Chiều hôm đó tôi cùng cụ Trần Văn Đỗ, ông Trần Kim Phượng, đại sứ Việt Nam ở Hoa Kỳ lúc này đến gặp ông Kissinger tại văn phòng. Dĩ nhiên chúng tôi đến đây để tiếp tục cuộc thảo luận về bản dự thảo thỏa hiệp đã được Hoa Kỳ và Bắc Việt chấp nhận hồi tháng 10. Nhưng sự hiện diện của tôi và cụ Đỗ một phần nào đó có tính cách tượng trưng. Vì một người là cựu ngoại trưởng, một người là cựu đại sứ, hai chúng tôi được mọi người biết đến như những người có tư tưởng ôn hòa, hiểu biết các quan điểm của Hoa Kỳ. Sự hiện diện của hai chúng tôi ở Tòa Bạch Ốc có nghĩa rằng lập trường của Việt Nam về sự có mặt của quân đội Bắc Việt ở miền Nam là một lập trường được sự ủng hộ rộng rãi của đa số dân chúng Việt Nam. Trong tất cả những năm tôi được biết ông Kissinger, lúc nào ông cũng cố tạo ra một bầu không khí dễ dãi, thân thiện để bắt đầu các vấn đề, cho dù là những vấn đề gây go nhất. Thường thì ông hay mở đầu bằng một vài câu bông đùa làm cho bầu không khí bớt căng thẳng đi. Nhưng lần này ông Kissinger không hề bông đùa. Tôi mở đầu câu chuyện bằng cách nói thẳng ngay rằng tại sao tôi phải trở lại hoa tình đốn rồi đi vào vấn đề Việt Nam không thể nào thỏa thuận điều kiện để cho Bắc Việt đóng quân ở miền Nam Việt Nam như đã ghi trong bản dự thảo hiệp định Ba Lê được. Ông Kissinger trả lời rằng việc Bắc Việt tiếp tục đóng quân đã được ông Thiệu mặc nhiên chấp nhận từ lâu. Ông Thiệu đã thỏa thuận việc này khi chấp thuận những nguyên tắc ngưng bắn tại chỗ vào tháng 5 năm 1971. Ông Kissinger tiếp lời, vì thế đưa ra vấn đề vào lúc này thật là quá trễ. Dầu sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Ông Kissinger cả quyết rằng ông không có ảo tưởng gì về những mưu đồ của Bắc Việt trong tương lai. Nhưng theo ông thì tương lai của chính sách Hoa Kỳ và những chiến lược toàn cầu lệ thuộc vào việc ký kết hiệp định với Bắc Việt. Chính vì thế ông cho rằng hơn lúc nào hết lúc này chính là lúc Hoa Kỳ cần phải đoàn kết với Việt Nam ông Kissinger trình bày tư thế của Tổng thống Nixon và ông từ trước đến nay, ông nêu rõ rằng trong quá khứ dù là những khi vấn đề chiến cuộc gay gò, ông vẫn chưa bao giờ chịu chấp thuận những giải pháp thiện cận của giới phản chiến. Và giải pháp của ông đề ra lúc này không phải là một giải pháp một chiều, chỉ nhằm gỡ rối cho Hoa Kỳ và bó mặt Việt Nam. Sau khi trình bày tỉ mỉ quan niệm của ông và Tổng thống Nixon, ông Kissinger kết luận đối với tình thế hiện thời Tổng thống Nixon và ông đã bị buộc phải quyết định một cách lạnh lùng rằng Hoa Kỳ bắt buộc phải ký kết Hiệp định Ba Lê vào lúc này. Ngoài ra, ông Kissinger còn tin bản Hiệp định sẽ đặt định một căn bản mới cho việc tiếp tục viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Ông cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng trả đũa nếu Việt Cộng vi phạm Hiệp định. Hôm đó giọng ông Kissinger thật là sắc bén và cách nói chuyện của ông nặng vẻ chống chế. Ông tỏ vẻ bất bình về những tin đồn ở Ba Lê cho rằng ông xem nhẹ ý kiến của những người miền Nam Việt Nam. Ông phát biểu rằng đây là những tin đồn nhảm nhí. Ông cũng tỏ vẻ bất bình về những tin đồn khác cho rằng ông đang mưu tính đàm phán sách lược toàn cầu với Nga và một trong những đề mục của cuộc đàm phán đó là Hoa Kỳ sẽ giúp Nga ngăn cản sự ảnh hưởng của tàu bất kể đến lợi hại của Việt Nam. Cả hai vấn đề ông bất bình đều là hai vấn đề ông tự đưa ra, chứ chính tôi lại chưa đề cập những việc đó gì cả. Tôi trình bày rằng, tuy vấn đề bắt việc đóng quân ở miền Nam Việt Nam chẳng làm thương tổn gì đến Hoa Kỳ, đây quả là vấn đề sinh tử của Việt Nam. Ông Kissinger cho biết, ông hiểu tầm mức quan trọng của vấn đề và sẽ cố chuyển vấn đề tôi nêu vào việc thương thảo, Tuy thế tôi thấy rằng đây chỉ là một câu trả lời lấy lệ, chẳng có gì đáng tin cậy. Nói tóm lại, chỉ có một điểm đáng chú ý trong cuộc tranh luận giữa tôi và ông Kissinger là việc ông Kissinger không muốn tranh luận trở lại những điểm mà Hoa Kỳ và Bắc Việt đã thỏa thuận khi trước. Cuộc họp của chúng tôi với ông Kissinger là một cuộc họp tràn đầy thất vọng. Chúng tôi chẳng thấy dấu hiệu nào chứng tỏ sự quyết tâm của ông Kissinger. Tuy rằng về phía Việt Nam, chúng tôi chủ quan rằng cuộc dội bơm vào lúc Giáng sinh đã khiến Bắc Việt phải chịu nhiều tổn thất và phải đàm phán mềm dẻo hơn. Nhưng sau khi gặp ông Kissinger, tôi thấy rằng Hoa Kỳ không suy nghĩ như chúng tôi. Rõ ràng là Hoa Kỳ cho rằng những tổn thất sau cuộc dội bơm vào lúc Giáng sinh vẫn chưa đủ để ông Kissinger có thể đàm phán quyết liệt cùng Bắc Việt trong lần đàm phán dự định vào ba ngày sắp tới. Ngay ngày hôm sau, ông Phượng, cụ đổ và tôi cùng được mời đến Bộ Ngoại giao dùng bữa trưa với ông Alexis Johnson. Lúc đó ông Alexis Johnson đang làm việc dưới quyền Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngoài ông Johnson ra còn có cả ông Marshall Green, ông John Honrich, đại sứ Sam Berger và ông Warren Nutter. Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách an ninh quốc tế lại thêm một lần nữa tôi cùng ông Phượng trở lại vấn đề sự có mặt của quân đội Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam hai chúng tôi đều quả quyết rằng vấn đề này thực sự chưa được giải quyết ổn thỏa và đây quả là lúc có thể trở lại vấn đề. Ông Alexis Johnson không hề tranh luận, trái lại ông đồng ý rằng cả hai chúng tôi đều đúng trên mặt lý thuyết và ông hỏi lại chúng tôi rằng nhưng nếu áp lực của quốc hội đang ngày càng tăng và Bắc việc cứ khăng khăng ngoan cố thì còn giải pháp nào khác nữa? Sau khi bữa cơm trưa hôm đó chấm dứt, ông Johnson kéo tôi vào một góc phòng và nói nhỏ với tư cách của một người bạn cũ. Tôi xin nói với anh rằng những thái độ cứng rắn của Tổng thống Việt Nam trong những tháng vừa qua đã cho thấy rõ rằng ông ta chẳng phải là bù nhìn của bất cứ ai. Nếu tôi không làm thì có lẽ lúc này ông Thiệu đang ở một trong những cao điểm của cuộc đời chính trị. Lúc này ông ta nên cố giữ những gì gặt hái được. Lúc này là lúc ông Thiệu phải nhận thấy rằng Hoa Kỳ không bao giờ đổi chính sách nếu hoa kỳ có thay đổi chiến lược thì chẳng qua cũng chỉ là để cố giữ nguyên những chính sách đã đề ra mà thôi nếu ông thiệu từ chối không chịu chấp nhận ký một bản hiệp định mà chính tổng thống nixon đã chấp thuận thì hậu quả sẽ tai hại vô lượng hoa kỳ sẽ phải cắt đứt tất cả những sự liên hệ với việt nam và đến giây phút đó thì chính những sự liên hệ của tôi với việt nam cũng phải chấm dứt tất cả những người bạn mà việt nam còn sót lại cũng không còn cách gì khác hơn là hành động giống tôi. Đây là những điều hoàn toàn chân thật tôi nói như một người bạn của Việt Nam đã từ nhiều năm qua. Tôi chống chế là Hoa Kỳ đã buộc ông Thiệu phải chấp nhận một tình trạng vô cùng nguy hiểm và lúc này là lúc Hoa Kỳ phải giúp ông Thiệu chu toàn trách nhiệm với người dân Việt Nam. Nhưng ông Johnson lại lộ ngược câu hỏi, liệu ông Thiệu có chịu để cho chúng tôi giúp đỡ ông hay không? Có nghĩa là liệu ông thiếu có chịu ký kết hay không? ông Alexis Johnson quả thật là một người bạn cũ lâu năm của Việt Nam. vào năm 1964, năm 1965, ông là phó đại sứ dưới quyền của đại sứ Maxwell Tyler. trong những năm đó, ông đã cố gắng ngăn cản sự can thiệp OA à của Hoa Kỳ vào Việt Nam. chính ông Alexis Johnson dũng cảm thấy thất vọng khi chính phủ dân sự của bác sĩ quá sụp đổ. Ngoài ra, ông còn là người đứng đắn, hiểu biết và đã cộng tác gần gũi với tôi rất lâu. Thế mà giờ đây, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như hai người biết. Hố sâu ngăn cách đã quá rộng, chúng tôi chẳng còn cách nào có thể dung hòa các chánh sách của Hoa Kỳ và Việt Nam được nữa. Tuy thế cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục, sau khi hết giờ cơm trưa, ông Phượng, cụ Đỗ và tôi lại lên thẳng lầu 7 của Bộ Ngoại giao để gặp Ngoại trưởng Rogers khi đến nơi chúng tôi trình bày tỉ mỉ mọi chuyện và rồi nói với ngoại trưởng rogers rằng sở dĩ chúng tôi phải yêu cầu hoa kỳ lưu ý là vì đây là một vấn đề có liên quan đến sự sinh tử của việt nam nếu các ông đặt mình vào tư thế của chúng tôi thì các ông sẽ thấy quả thật chúng tôi không hề có ý cản trở hòa bình chúng tôi chỉ yêu cầu những điều kiện tối cần mà thôi tôi nói rằng đối với hoa kỳ thì vấn đề việt nam chỉ là một trong những vấn đề chính trị nếu Hoa Kỳ thua cuộc ở Việt Nam thì vấn đề chỉ là một trang sử của Hoa Kỳ. Nhưng đối với chúng tôi thì dù có đồng ý, không đồng ý hoặc đồng ý với điều kiện nào đi nữa thì tất cả vẫn chỉ là một vấn đề độc nhất. Đây là vấn đề sinh tử của miền Nam Việt Nam. Ông Rogers một mực cả quyết rằng Tổng thống Nixon chưa bao giờ xem Việt Nam là một vấn đề thứ yếu. Khi bàn đến vấn đề Việt Nam, ông Rogers lý luận rằng những yêu cầu của chúng tôi quả đúng trên mặt lý thuyết, chẳng khác gì ông Johnson đã tuyên bố vài phút trước đây. Nhưng nếu chỉ có lý thuyết mà không có những sự kiện thực tế để bên vực, thì những lý thuyết đó cũng cầm bằng vô dụng. Vấn đề chỉ là chọn cách nào trong số những chọn lựa còn sót lại. Nhưng quả thật thì còn cách chọn lựa nào nữa? Còn con đường nào khác hơn nữa? Với áp lực quốc tế vào lúc này, cùng những áp lực của quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ, Tình thế cho thấy Tổng thống Nixon đã liều lĩnh vì Việt Nam quá nhiều rồi. Ông ta không thể nào đi xa hơn được nữa. Tôi cố tình dành thời giờ của những ngày còn sót lại để đến họp với các thượng nghị sĩ, các dân biểu và giới báo chí. Tôi quyết chí tìm cho bằng được những đầu mối có thể ảnh hưởng các chính sách của Hoa Kỳ có liên quan đến việc ủng hộ Việt Nam. Tôi đã tìm đến rất nhiều bạn cũ ở Quốc hội À, như ông Hubert Humphrey, ông Jacob Javis, ông John Tower và ông John Aiken. Tôi nghĩ rằng sau khi gặp bốn thượng nghị sĩ vừa kể, tôi sẽ thông tỏ phần nào tình hình của Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc này. Bốn thượng nghị sĩ đều nói thẳng với tôi rằng Quốc hội đã quyết ý chấm dứt chiến tranh. Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm, cuộc dội bom vào dịp lễ Giáng sinh đã gây ra quá nhiều chống đối ngay cả những thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa ủng hộ tổng thống nixon khi trước cũng đã bắt đầu phản đối ông tổng thống nixon không thể kêu gọi thượng viện ủng hộ được nữa từ trước tới nay lúc nào hạ viện cũng đứng sau thượng viện trong những quyết nghị cắt giảm viện trợ cho việt nam thế mà giờ đây cả vấn đề này cũng thay đổi mới đây hạ viện còn dẫn đầu thượng viện khi bỏ phiếu cho các quyết nghị cắt giảm viện trợ cho việt nam dĩ nhiên trong quốc hội hoa kỳ chẳng có dân biểu hoặc thượng nghị sĩ nào muốn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cho những nghị quyết cắt bỏ viện trợ nhưng rất nhiều dân biểu đã tỏ thái độ bằng những cách gián tiếp khác họ tìm cách trì hoãn những nghị quyết viện trợ cho việt nam và cố giới hạn những quyền hạn của tổng thống nixon về vấn đề viện trợ lúc này tất cả bốn thượng nghị sĩ đều đồng ý rằng vấn đề viện trợ cho việt nam có rất ít hy vọng được quốc hội chấp thuận Tuy vậy, nếu Việt Nam chịu ký hiệp định Ba Lê thì họ cho rằng có thể Quốc hội sẽ thay đổi thái độ. Cả bốn thượng nghị sĩ đều nói nếu Việt Nam chịu ký hiệp định Ba Lê thì chính họ sẽ tìm cách vận động để thuyết phục Quốc hội thông qua các nghị quyết viện trợ. Khi cuộc họp kết thúc, cả hai ông Aiken và Tower vốn là hai bạn thân của tôi trong thượng viện đều khuyên tôi rằng đây là lúc Việt Nam phải thực tế và hiểu rằng Hoa Kỳ thật sự chẳng còn làm gì hơn được nữa tôi lại đến gặp các bạn bè trong giới báo chí, nhất là những người có nhiều liên hệ với ông Kissinger, để cố tìm hiểu xem họa chăng còn có vấn đề gì đã bỏ qua mà mình không nhìn thấy chăng. Tôi tìm đến các ông Jack Kraft, Marvin Kolb, Murray Mulder, ông Chalmers Roberts. Tất cả đều có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về vấn đề ngoại giao. Tất cả những người tôi tìm đến đều đồng cùng đồng ý kiến Họ trình bày với tôi bằng cách này hay cách khác rằng chẳng có gì để mà bàn luận. Tôi đều đồng loạt cho rằng đã có một sự mặc nhiên đồng ý giữa các cường quốc về việc ngưng bắn. Họ quan niệm rằng đã có nhiều điều được hai bên thỏa thuận Bắc Việt không còn đòi hỏi lật đổ ông Thiệu. Đây là một trong những điều mà Bắc Việt đã đòi hỏi trong suốt 4 năm. Để đổi lại, Hoa Kỳ sẽ không đòi hỏi Bắc Việt phải rút quân ra khỏi miền Nam vì thế sẽ không có biến chuyển gì quan trọng hơn trong những cuộc đàm phán lúc này. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1972, tôi đến gặp ông Alexander Haig, mà trong lòng thất vọng não nề. Ông hai là người có nhiều kinh nghiệm cả về mặt quân sự lẫn dân sự. Ông đã từng là phụ tá cho cả ông Kissinger lẫn Tổng thống Nixon trong suốt 4 năm. Kinh nghiệm của ông hai về vấn đề Việt Nam thật là hiếm có. Ông chẳng những chỉ hiểu biết Việt Nam trên mặt ngoại giao mà đã từng gia nhập cả quân đội tác chiến ở Việt Nam. Vì đã từng là tiểu đoàn trưởng ở Việt Nam trong thập niên 60 nên ông Hai hiểu rõ phong thổ và tánh tình người Việt. Kinh nghiệm đặc biệt này đã khiến ông có những nhận định chính xác về tình hình chiến cuộc của Việt Nam. Trước đây khi tôi còn là đại sứ của Việt Nam ở Hoa Kỳ, tôi đã nhiều lần gặp ông Hai. Lẽ dĩ nhiên tôi thấy tôi có thể nói chuyện với ông Hai rất dễ dàng. Khi tôi đến văn phòng ông ở ngũ giác đài, ông Hai cho biết ông vừa mới họp với Tổng thống Nixon trong một cuộc họp rất dài. Ông Hai nói rằng Tổng thống Nixon hết sức lo ngại vì những sự chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì đây chính là cơ hội hiếm có mà Bắc Việt đã hết lòng mong mỏi. Tổng thống Nixon cũng rất khó chịu về thái độ của ông Thiệu khi thấy rằng ông Thiệu đang khước từ bản hiệp định trong khi chính Tổng thống Nixon đã chấp thuận bản hiệp định đó Hành động của ông Thiệu đã khiến Tổng thống Nixon không thể giúp ông. Tôi cắt lời ông Hai để trình bày rằng chính chúng tôi cũng khó chịu không kém khi ông Kissinger và Tổng thống Nixon mang bản dự thảo thỏa hiệp đến Sài Gòn vào tháng 10 năm 1971. Chúng tôi chưa hề được tham khảo ý kiến này. Dù chỉ là trên những điểm chính của bản hiệp định, ông Hai trả lời rằng đúng, đây quả là một lỗi làm lớn, một sai lầm đáng kể về phía chúng tôi. Đây là nguyên văn câu nói của ông Hai. Ngay sau khi gặp ông Hai, tôi đã ghi lại các diễn tiến của cuộc họp và cũng đã gửi điện về Sài Gòn cho ông Thiệu biết rõ vào ngày đêm đó. Tôi nói với ông Hai, như ông đã biết thì ngay từ khi tôi còn là đại sứ, tôi cũng đã nhiều lần nói với ông rằng kể từ tháng 9 năm 1971 cho tới tháng 1 năm 1972, sự trao đổi ý kiến giữa hai chính phủ không được đầy đủ. Đúng vậy, ông Hai trả lời, đây là một trong những sai lầm, nhưng thái độ của các ông đối với ông Kissinger cũng có phần quá đáng. Tổng thống Việt Nam đã hiểu lầm ông Kissinger và một phần lỗi quá là do ông Kissinger. Nhưng dẫu sao thì lúc này tất cả đều là chuyện đã qua và ngay trong thời gian hiện tại, chẳng lẽ ông vẫn chưa thấy rõ tình cảnh của chúng tôi? Tổng thống Nixon chẳng còn xoay sở gì được nữa. Nếu Việt Cộng đã đồng ý nói chuyện triệt quân đã đồng ý với mọi thủ tục ngừng bắn, đã đồng ý với mọi thủ tục ký kết, thì Tổng thống Nixon sẽ phải ký kết. Tôi biết chắc ý định của Tổng thống Nixon là chấp thuận ký kết, rồi đây chính Tổng thống Nixon sẽ chánh thức kêu gọi ông Thiệu hợp tác. Nếu ông Thiệu từ chối thì Hoa Kỳ sẽ phải cắt bỏ Việt Nam. Chính tôi cũng sắp sang Việt Nam và khi đó thì chắc chắn là chẳng ai có thể bưng mắt khi phải trực diện với sự thật. Tôi trở về tòa đại sứ viết bản báo cáo cuối cùng trong thiệu và sửa soạn sang Pháp cho kịp loạt đàm phán cuối cùng. Bên tay tôi vẫn vẫn câu nói trực diện với sự thật. Chiều hôm đó, cụ Đỗ và tôi cùng bay sang ba lê. Tại đây, Kissinger đã đàm phán cùng Lê Đức Thọ được 3 ngày. Tuy chúng tôi vẫn chưa mãi mai hay biết những điểm quan trọng đã được thỏa thuận. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1972, Kissinger cùng Lê Đức Thọ đã quyết định chú tâm vào hai vấn đề chính. Vùng phi quân sự và các thủ tục ký kết. Nếu vấn đề hiện diện của quân đội Bắc Việt có được bàn cãi đi chăng nữa thì cũng chỉ là một vấn đề bàn cãi suông. Ngay ngày hôm sau, ngày 9 tháng 1, vấn đề ranh giới vùng phi quân sự được hai bên thỏa thuận. Hai bên đều khẳng định sẽ có một hàng rào phân đôi hai miền Nam Bắc. Như vậy vấn đề cuối cùng còn lại chỉ là làm thế nào để chữ ký của ngoại trưởng Việt Nam sẽ không cùng xuất hiện với chữ ký của đại diện chính phủ cách mạng lâm thời. Từ trước tới nay chính phủ Việt Nam Cộng hòa vẫn không chính thức nhìn nhận chính phủ cách mạng lâm thời và vì không chính thức nhìn nhận chính phủ cách mạng lâm thời nên chính phủ Việt Nam chưa bao giờ ký kết bất cứ điều gì với đoàn thể này. Tuy thế, ông Kissinger cho rằng đây chỉ là một vấn đề thủ tục hơn là một điểm có tính cách quan trọng thực tế. Vào tối ngày 12 tháng Giêng, năm nhà ngoại giao của Việt Nam họp mặt cùng các ông Kissinger, William Sullivan và nhiều nhân viên khác để thảo luận những diễn tiến của cuộc đàm phán. Tại Fabour Saint Honor, trong cuộc họp mặt tại tư thất của đại sứ Hoa Kỳ ông Kissinger mở đầu bằng cách tấn công vào hai đại đặc sứ, vào hai đặc sứ của Việt Nam là tôi và cụ Đỗ. Vì đã bị quá nhiều nhân viên Việt Nam truy vấn về các điều khoản đàm phán, ông Kissinger lúc này chào đầu chúng tôi với đề nghị rằng có lẽ cả hai chúng tôi nên về Việt Nam ngay để cho ông Thiệu biết rõ lập trường của Hoa Kỳ lúc này. Ông Kissinger lý luận rằng ông thiệu ác hẳn phải thấy đây là lúc Việt Nam nên ký kết để hiệp định ba lê có thể được công bố trước khi Quốc hội Hoa Kỳ có thể có cơ hội cắt viện trợ. Bởi vậy, lúc này có lẽ là lúc Việt Nam nên hành động gấp để có thể ảnh hưởng Quốc hội Hoa Kỳ. Ý ông Kissinger có ý nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải khẩn cấp đàm phán cụ đổ đáp trả rằng việc phải đàm phán khẩn cấp với cộng sản là việc dễ dàng như trở bàn tay các ông chỉ cần thỏa thuận cho họ tất cả những điều họ đòi hỏi là xong sau những câu chào đón hụt hạt đó thì cuộc đàm luận cuộc bàn luận có vẻ bớt xung khắc tuy rằng bên chúng tôi lúc nào bầu không khí cũng nặng nề nghiêm trọng ông Kissinger tổng kết tình hình tất cả các cuộc đàm phán và chỉ ra những tiến triển khả quan ông trình bày những điểm khả quan trong những vấn đề như khẳng định vùng phi quân sự tiếp tục viện trợ cho Việt Nam về mặt quân sự tăng cường ủy ban giám sát quốc tế và những điểm khả quan trên nhiều phương diện khác. Khi ông Kissinger dứt lời thì phòng họp lặng yên trong một phút rồi cụ đổ lên tiếng hỏi rằng: "Thưa ông Kissinger, những tiến triển ông vừa bàn đến quả thật quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự hiện diện của các quân đội Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam." Vấn đề này đã được bàn bạc ra sao? Ông Kissinger trả lời rằng, tuần này tôi cũng đã bàn đến vấn đề rút quân của các quân đội Bắc Việt gần suốt 3 tiếng đồng hồ mà cũng vẫn không đạt được thêm kết quả nào. Tuy nhiên, nếu những điều khoản liên quan đến các vùng phi quân sự ở Lào và Campuchia đã được giữ đúng như bản hiệp định đã đề ra, thì trên mặt pháp lý, Bắc Việt hoàn toàn không có lý do gì để đóng quân ở miền Nam Việt Nam. Theo tôi thấy thì Bắc Việt chưa hề đòi hỏi chúng ta phải cho phép quân đội của họ đóng binh ở miền Nam. Hơn nữa, trong tất cả các điều khoản của Hiệp định Ba Lê, cũng chẳng có điều khoản nào cho quyền họ đóng quân ở miền Nam. Tôi có thể cho ông xem những phần trích dẫn trong các tài liệu đàm phán ghi chú lại những điều các đại diện Bắc Việt tuyên bố. Trong những tài liệu đó, Bắc Việt tuyên bố rằng họ không hề có quân đóng ở miền Nam. Chúng tôi có thể cho ông xem một bản chú thích trích dẫn những điều họ tuyên bố qua các điều tuyên bố trong tài liệu đó, chúng tôi suy luận rằng họ không hề yêu cầu chúng ta phải cho phép họ đóng quân ở miền Nam Việt Nam. À, dạ thưa quý vị, Thùy Dương nhìn luận Nó, cái số trang là 1172. Đó. Thì hiện tại là Thùy Dương mới đọc tới 1075 thôi. Có nghĩa là nếu mà cái này thì còn khoảng hai ba chương nữa quý vị. Rồi, và còn la ráng nha. Có thể trên phương diện pháp lý thuần túy thì câu trả lời của ông Kissinger còn mang một ý nghĩa nào đó, nhưng khi đem áp dụng vào một cuộc chiến giữa hai kẻ thù không đội trời chung, thì câu trả lời đó đối với chúng tôi quả là một câu trả lời mang tính chất siêu hình hoàn toàn vô nghĩa. Theo tôi thì đây là một câu trả lời thiếu thành thật. Thử hỏi người Hoa Kỳ sẽ suy nghĩ ra sao nếu có một thành phần thứ ba đứng ra đàm phán cho Hoa Kỳ ký kết một hiệp định cho phép kẻ thù của Hoa Kỳ đóng quân dọc theo suốt biên giới Hoa Kỳ từ California qua New York rồi bằng vào một lô lý luận kết luận rằng kẻ thù của Hoa Kỳ quả thật không có quyền hiện diện ở những nơi này trên mặt pháp lý. Ông Kissinger tiếp tục nói thêm, chẳng bao lâu nữa tổng thống của các ông sẽ phải quyết định liệu có chấp thuận cùng Hoa Kỳ ký kết hiệp định Ba Lê hay không qua lần từ chối ký kết vào tháng 10 vừa rồi, rất nhiều đòi hỏi của ông Thiệu đã được thỏa mãn. Một tỷ đô la vũ khí, ba tháng để sửa soạn ngưng bắn và một tình hình khả quan hơn rất nhiều. Nhưng rồi đây chúng ta sẽ phải trực diện với sự thật. Việt Nam phải thỏa thuận hoặc sẽ bị Hoa Kỳ cắt bỏ tất cả viện trợ. Cuộc họp với ông Kissinger và ông Sullivan kéo dài đến nửa đêm. Khi trở về khách sạn, tôi lập tức bắt đầu soạn bản tường trình cho ông Thiệu. Tấm tắt tất cả những nhận định của tôi sau suốt 7 ngày chống trả. Qua các tổng kết của nhiều trường hợp, ý kiến quốc tế và nhất là ý kiến của dân chúng Hoa Kỳ, việc đã cho thấy Hoa Kỳ nhất định sẽ không trì hoãn vấn đề ký kết Hiệp định Hòa Bình ở Việt Nam. Đúng hay sai, không còn là vấn đề nữa. Vấn đề chính lúc này chỉ là câu hỏi. Chừng nào sẽ có hòa bình? Ngay dù chỉ là một nền hòa bình tạm bợ rồi đây Việt Nam sẽ phải khốn khổ cố tránh né những chỉ trích của toàn thế giới để khỏi bị cô lập hoàn toàn. Nếu nói riêng phía Hoa Kỳ thì tôi cho rằng Ngoại trưởng Rogers, ông Kissinger và ông Hyde trên một mức độ nào đó đã có vẻ như cố đe dọa chúng ta. Tuy thế chúng ta cũng phải nhận thấy những khó khăn của chính phủ Nixon. Một mặt họ không thể giải quyết vấn đề, mặt khác họ cảm thấy không thể đi sâu hơn được nữa. Theo như tôi thấy thì Tổng thống Nixon không còn chỗ để xoay sở nữa. Tại Ba Lê, ông Kissinger đã nói với tôi rằng Chắc ông cũng biết chúng tôi rất muốn chiến thắng về mặt quân sự, nhưng việc này vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi phải tạm ổn trước khi chúng tôi hoàn toàn bó tay. Trong tình trạng thúc đẩy hòa bình của Hoa Kỳ và ý kiến chung của cả quốc tế cùng những thực tế chính trị ở Hoa Kỳ, tôi đã hết sức tìm một giải pháp khác bởi vì còn nước còn tác, nhưng quả thật tôi thấy mình đang ở trong một tình trạng cực kỳ thất vọng. Tôi khó thể thu thập bình tĩnh để đưa bất cứ lời khuyên hoặc đề nghị gì vào lúc này. Tuy thế tôi biết rõ rằng chúng ta đang ở vào một khúc quanh lịch sử. Việc quyết định thật là khó khăn, phức tạp, vô độ, nhưng đây là việc không thể tránh được. Theo tôi thì chúng ta phải phấn đấu với tất cả sức mạnh của chúng ta và chỉ vào lúc đó chúng ta mới nên quyết định. Việc quyết định nằm giữa hai sự chọn lựa khước từ vấn đề ký kết và nhận lãnh tất cả mọi hậu quả vì quyết định của chúng ta hoặc ký kết vì hy vọng rằng mặc dầu bản hiệp định đó có rất nhiều khuyết điểm nhưng bằng vào sự đoàn kết của những người trong nhóm quốc gia cùng những hứa hẹn viện trợ của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn. Dĩ nhiên giữa hai cách chọn chúng ta cũng có thể chọn cách thứ ba, cách này là chấp nhận hiệp định nhưng khước từ không ký kết. Do vậy tôi xin nói ngay rằng nếu trên mặt lý thuyết cách chọn thứ ba có vẻ hấp dẫn thì trên thực tế cách chọn này vẫn chẳng khác gì cách chọn khước từ không chịu ký kết và trong trường hợp này những hậu quả tai hại giữa chúng ta và Hoa Kỳ cũng vẫn chẳng khác gì trường hợp chúng ta khước từ không chịu ký kết tôi hoàn toàn tôi hoàn tất bản tường trình vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng toàn thể bản tường trình dài khoảng hơn 25 trang khi tôi viết xong bản tương trình được gửi thẳng về Sài Gòn. Tôi biết rõ rằng cuối cùng ông Thiệu cũng sẽ phải ký kết, nhưng bất kể kết cục ra sao, tôi vẫn muốn hết sức làm tất cả mọi việc để thuyết phục các đồng minh khác ngoài Hoa Kỳ. Trước tiên tôi muốn trình bày cho họ hiểu rằng Việt Nam quả thật không hề có ý ngăn cản hòa bình. Tôi muốn gây cảm tình với những đồng minh khác ngoài Hoa Kỳ vì cho rằng bất kể ông Thiệu có ký kết hay không, thì việc vận động để các đồng minh khác ủng hộ Việt Nam vẫn là vấn đề quan trọng. Với những toan tính này trong đầu, tôi đến gặp ông Robert Schuman, ngoại trưởng Pháp. Tuy rằng những liên hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam lúc này có hơi căng thẳng, ông Schuman vẫn đón tiếp rất thân mật. Ông Schuman cho biết rằng Pháp sẽ đồng ý tham gia hội nghị quốc tế về vấn đề Đông Dương. Từ trước tới nay, tất cả những nước ủng hộ Việt Nam Cộng hòa đều đề cập đến bốn quốc gia ở Đông Dương là Bắc Việt, Việt Nam Cộng hòa, Lào và Campuchia. Nhưng riêng Bắc Việt thì vẫn có ý coi Việt Nam là một quốc gia và đề cập đến Đông Dương như chỉ bao gồm ba quốc gia. Việt Nam được đề cập đến như một chứ không phải hai quốc gia như thế giới vẫn thường quan niệm. Tuy rằng lúc này ông Kissinger và Bắc Việt đã cùng thỏa thuận rằng chỉ có ba quốc gia ở Đông Dương. Theo tôi biết thì trong lần đọc diễn văn mới đây, Tổng thống Pompidou của Pháp đã đề cập đến bốn quốc gia ở Đông Dương. Ông có ý công nhận hai nước Việt Nam thay vì một như Kissinger đã đề trong Hiệp định Ba Lê. Những phát biểu của Tổng thống Pompidou không hề có ý, không có gì vô ý cả. Lời nói của ông Pompidou là lời nói của một vị nguyên thủ quốc gia. Lời nói đó xác nhận rằng Pháp sẽ tiếp tục công nhận Việt Nam Cộng Hòa như một chính phủ hợp pháp khác hẳn với chính phủ Bắc Việt. Để tôi dương coi cái chương này còn bao lâu nữa quý vị. Rác hỏng quá. mươi à, 195 thì Dương còn ráng đọc thêm 14 trang nữa thì nó sẽ hết chương số 34. Trời ơi. Tại lần này là nó đọc liên tục, thì Dương đọc liên tục. Không có chuẩn bị nước nó rác không quá. Trong khi ở Ba lê, tôi cũng nhân cơ hội đến gặp một số nhà trí thức Pháp và Việt Nam. Tại đây tôi cố dùng cương vị ngoại giao của tôi để gián tiếp ảnh hưởng tới ông Thiệu. Tôi nói rõ trong Thiệu biết cái ý kiến của giới trí thức và giới ngoại giao ở Pháp về hiệp định Ba lê, nhưng cố ý nhấn mạnh những điều trùng hợp với sự suy nghĩ của riêng tôi, nhất là về vấn đề đoàn kết. Tôi viết trong Thiệu rằng dù chúng ta có được một hiệp định thỏa đáng ở Ba lê, nếu không có đoàn kết thì hiệp định này cũng chẳng đi đến đâu. Ngược lại, tuy bản hiệp định mang đầy khuyết điểm, nhưng nếu chúng ta đều đồng lòng đoàn kết thì việc cũng chưa hẳn hoàn toàn vô vọng. Cho đến giờ phút này chúng ta cũng vẫn còn chưa tận dụng được những tiềm lực của quốc gia, vẫn còn rất nhiều những nhân vật quốc gia chưa cộng tác với chính phủ. Vào ngày 17 tôi rời Ba Lê sang London đến gặp ngoại trưởng Anh quốc là ông Alex Douglas-Home. Ngoại trưởng Douglas nhấn mạnh rằng nếu có việc gì nước Anh có thể làm thì sinh Việt Nam đừng ngần ngại ông Hồng còn giới thiệu tôi với nhiều dân biểu khác của Quốc hội nhất là những dân biểu cũng cùng ủng hộ Việt Nam như ông một trong những người ông Hồng giới thiệu với tôi là dân biểu James Callaghan của Đảng Lao động người sau này là Thủ tướng Anh Quốc ông Callaghan cho tôi biết rằng trong những cuộc họp của các đảng xã hội quốc tế mới đây Anh Quốc cùng Thủ tướng Gondamar của do Thái đã tuyên bố ủng hộ miền Nam Việt Nam Tôi trở về ba lê vào ngày 21 tháng 1 năm 1972 khi có tin cho biết ông Thiệu chấp nhận bản dự thảo hiệp định. Ông Thiệu chỉ bỏ cuộc sau khi đã trao đổi hàng loạt thư từ với tổng thống Nixon và đã trực diện với sự thật. Chẳng những một mà rất nhiều lần, diễn biến cuối cùng cho thấy ông Thiệu vẫn phải ký kết. Tổng thống Nixon đã nghiêm trang cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam nếu ông Thiệu chịu ký kết hiệp định ba lê và cũng đã nghiêm trang cam kết cắt bỏ hoàn toàn viện trợ nếu ông Thiệu khước từ. Ông Thiệu hiểu rõ nếu không có viện trợ thì cả chính phủ của ông lẫn miền Nam Việt Nam đều không thể đứng vững, với viện trợ của Hoa Kỳ ít nhất ông cũng còn một cơ hội. Kết quả là vào ngày 23 tháng 1 năm 1972, hiệp định đã được Lê Đức Thọ và Kissinger ký kết ở Ba Lê. 4 ngày sau đó hiệp định được tất cả các đương sự ký kết, Hà Nội cùng chính phủ lâm thời ký chung trong một trang. Việt Nam cùng Hoa Kỳ ký chung trong một trang khác. Một trong những lý do chính khiến ông Thiệu ký kết là việc Hoa Kỳ hứa sẽ mời ông sang Hoa Kỳ gặp Tổng thống Nixon. Ông Thiệu cho là chuyến sang Hoa Kỳ đó là tối quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, nếu ông Thiệu được mời sang Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Nixon, thì uy tín trong nước của ông Thiệu sẽ gia tăng. Thứ hai, ông Thiệu muốn đo lường sự quyết tâm của Hoa Kỳ. Ông Thiệu cho rằng ông chỉ có thể khẳng định được thái độ của Hoa Kỳ nếu ông có dịp tiếp xúc mặt đối mặt với Tổng thống Nixon. Đây là lần đầu tiên ông Thiệu sang Hoa Kỳ. Một trong những câu hỏi đã ám ảnh ông Thiệu trong suốt cuộc đời chính trị của ông là Hoa Kỳ thực sự tính toán mong mỏi điều gì? Chuyến sang Hoa Kỳ lần này là một cơ hội để ông có thể tìm ra câu trả lời. Chuyến viếng thăm của ông Thiệu được dự trụ vào ngày 3 tháng 4 năm 1972. Ông Thiệu nhờ tôi đến Hoa Kỳ vào tháng 2 để sửa soạn mọi việc trong khi đó thì con gái lớn của chúng tôi đang học ở đại học Georgetown, Georgetown lại sắp sửa lập gia đình nên nhà tôi cũng cần phải sang Hoa Kỳ để sắp xếp. Bởi thế trong khi tôi lo sửa soạn cho cuộc họp của ông Thiệu và Tổng thống Nixon thì nhà tôi cũng có nhiều việc riêng cần phải sắp xếp lo liệu. Việc sửa soạn chu tất cho chuyến viếng thăm đã khiến tôi liên lạc trở lại với những phụ tá của Tòa Bạch Ốc với các dân biểu, thượng nghị sĩ, phóng viên và giới báo chí ở Hoa Thịnh Đốn. Tôi bắt đầu dò dẫm tình hình sau khi hiệp định ba lê được ký kết và đã cảm thấy những khác biệt đáng kể. Những áp lực chống đối đè nặng chỉ mới hai tháng trước đây đã tan biến vì tất cả binh lính Hoa Kỳ đã hồi hương và tất cả những tù binh đã được giao trả hoặc sẽ được giao trả. Cơn sốt chống đối của Hoa Kỳ đã giảm dần. Vào ngày 2 tháng 4, tôi bay từ Hoa Thịnh Đốn tới Honolulu nhằm đón máy bay ông Thiệu để có thể cùng ông sang Los Angeles và từ đó bay về hướng Nam sang San Clemente, nơi Tổng thống Nixon cư ngụ. Tưởng cũng không cần nói thêm rằng so với Midway thì San Clemente quá dễ chịu hơn, nhưng đây vẫn không phải là Hoa Thịnh Đốn và tất cả chúng tôi đều không cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Chẳng hiểu vì sao một người rành rẽ về giao tế như tổng thống Nixon mà lại có thể không nhận thấy những ảnh hưởng của cuộc họp này đối với dư luận báo chí Việt Nam. Nhưng tuy ông Thiệu có vẻ hơi thất vọng về nơi chúng gặp gỡ, ông đã xoay sở để có dịp bàn luận với vị tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Nixon đã nói những câu ông Thiệu mong mỏi được nghe, ông có thể tin tưởng nơi chúng tôi, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phản ứng thích đáng nếu bắt Việt vi phạm các điều khoản trong hiệp định Ba Lê. Trong khi ông Tiểu nói chuyện với Tổng thống Nixon thì tôi và ông Johnson Horridge lại không đồng ý về vấn đề nên soạn thảo một bản thông cáo chung thế nào cho phù hợp. Tôi muốn bản thông cáo chung phải bao gồm những ngôn từ mạnh mẽ và chi tiết trong khi ông Horridge lại có ý muốn dùng ngôn ngữ ngôn từ tổng quát. Cuộc tranh luận cứ lây hoài mãi chẳng đi đến đâu và cho đến mãi khi bắt đầu món cocktail thì chúng tôi cũng giải quyết được vấn đề tranh luận. Trong bữa ăn tối đó tôi ngồi cạnh ông Graham Martin, người mà tôi được biết sẽ thay thế ông Oswald Bunker làm đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Lúc này ông Bunker đã làm đại sứ được 6 năm và đang sắp sửa về hưu. Dĩ nhiên là tôi cố tìm cách hiểu ông Martin. Tôi bỏ ra rất nhiều thời giờ mà vẫn không đạt được kết quả như ý. Tuy tôi biết ông đã từng là đại sứ Thái Lan và đã có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với các quốc gia ở Á Châu. Trong bữa ăn tối đó tôi vẫn chẳng biết được thêm điều gì. Cũng giống như tất cả những nhà ngoại giao khác, Ông Martin lúc nào cũng giữ đúng phép xã giao, nhưng ông lại rất ít nói và có vẻ hơi lạnh lùng. Tôi chẳng biết gì nhiều về ông và cũng chưa biết được rằng về sao ông lại là một đại sứ thiếu thực tế và quá chủ quan. Tuy rằng ông Kissinger đã viết trong hồi ký rằng ông cảm thấy hổ thẹn về cung cách Hoa Kỳ đón tiếp ông Thiệu. Có vẻ là một cuộc đón tiếp xã giao là quá giới hạn đối với những cuộc tiếp xúc có tính cách quốc gia, như những cuộc gặp gỡ này thật sự thì những nhân vật việt nam cảm thấy được khích lệ rất nhiều riêng ông thiệu đã cho buổi gặp gỡ là một thành công ông đã được hứa ủng hộ viện trợ về các mặt kinh tế quân sự cũng như được hứa rằng hoa kỳ sẽ sẵn sàng trả đũa bằng những biện pháp quân sự nếu bắt việc vi phạm hiệp định dĩ nhiên là tin tưởng của ông thiệu tăng lên rất nhiều sau đó chúng tôi bay về hoa thịnh đốn trên đường về ông Thiệu đã mở champagne và ăn mừng ngày sinh nhật của ông trên máy bay. Khi chúng tôi đang ăn mừng thì có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng lúc này Tổng thống Nixon đã bước sâu vào vũng lầy của vụ Watergate. Thực ra thì vào ngay cả khi Tổng thống Nixon đón tiếp chúng tôi ở San Clemente thì chính ông cũng đang khốn đốn vì tuyệt vọng Vụ Watergate lúc này sắp sửa được đưa ra trước dư luận và Tổng thống Nixon đang cố xoay sở để gỡ rối cho tình thế nan giải ngay trong nội bộ của Hoa Kỳ. Tuy thế, những gì chúng tôi mục kích trong cuộc tiếp xúc với ông lại hoàn toàn khác hẳn. Tổng thống Nixon là một vị tổng thống đang ở vào lúc tột đỉnh của quyền uy. Đây là một vị tổng thống vừa mới tái đắc cử với gần như tổng số phiếu. Khi gặp ông Nixon ở San Clemente, chúng tôi không hề nhìn thấy bất cứ điểm gì có thể gọi là một điểm bất thường báo hiệu những phong ba sắp sửa xảy ra trên trường chính trị ở Hoa Thịnh Đốn. Chẳng một ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng rồi đây thế đứng của Tổng thống Nixon sẽ hoàn toàn khác hẳn với những ấn tượng của chúng tôi về ông ở San Clemente. Lúc đó ông Nixon không còn có đủ quyền hạn để chu toàn những nhiệm vụ cơ bản nhất chứ đừng nói đến ủng hộ Việt Nam vốn là một việc đòi hỏi rất nhiều cương quyết và can đảm. Tại Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi gặp Phó Tổng thống Sparrow Agnew, người đứng ra tổ chức bữa tiệc tối để đón tiếp ông Thiệu. Ngay đêm sau đó, ông Thiệu đọc diễn văn ở câu lạc bộ báo chí quốc gia. Buổi diễn văn diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Ông Thiệu trình bày xuôi chải vì tôi và ông Nhã đã hì hục suốt cả đêm hôm trước để sửa đổi lại bài diễn văn đã được những nhân viên của ông Thiệu soạn trước cho ông ở Sài Gòn. Chúng tôi đã sửa lại bài diễn văn cho phù hợp với những cử tọa đa nghi ở câu lạc bộ báo chí quốc gia của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên trong buổi nói chuyện của ông Thiệu, cử tọa vẫn có những câu nghi vấn, nhưng họ không hề có những câu hỏi có tính cách chống đối quá đáng như tôi đã lo. Khi ông Thiệu đang ở Hoa Thịnh Đốn thì tình cờ vào lúc đó ông Hai cũng đang ở Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi nhân dịp mời ông Hai đến tòa đại sứ để trao tặng ông bảo quốc huân chương của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp gặp ông Hai sau đợt đàm phán cuối cùng ở Ba Lê. Ông Hai cho biết ông sắp sang Việt Nam. Tin tức tình báo cho thấy đã xâm nhập cùng những kho tiếp vận của Việt Cộng đang ngày càng lan rộng. Tổng thống Nixon đã ngỏ lời nhờ ông Hai đến xem rõ tình hình hư thực ra sao. Việc ông Hai được Tổng thống Nixon gửi đi cũng là một niềm khích lệ đối với Việt Nam. Ông Hai là người hiểu biết, tinh tế và cứng rắn. Khi gửi ông đi, Tổng thống Nixon chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành động. Buồn thay, lúc ông Hai trở về để tường trình về những vi phạm trầm trọng của Bắc Việt, thì vụ Watergate đã bắt đầu sôi sụp và lúc đó Tổng thống Nixon không còn đủ khả năng để đối phó. Hai ngày sau khi gặp ông Hai ở tòa đại sứ, chúng tôi bay sang châu Âu. Tại đây một lần nữa, ông Thiệu mở cho mình ăn mừng, chuyến đi thành công. Không khí ấm áp tỏ ra khắp cả máy bay. Ông Thiệu ngỏ lời cảm ơn tất cả chúng tôi đã bỏ sức góp phần vào chuyến viễn thăm. Khi nhìn lại thì có lẽ đây là một trong những cao điểm của mối liên hệ phức tạp giữa tôi và ông Thiệu qua gần một thập niên. Ít nhất là vào lúc này cả hai chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng. Ông Tiều có vẻ như không còn thủ thế nghi ngờ như trước. Và tôi thì cũng không đến nỗi phải đè nén những nỗi thất vọng như những năm trước đây. Khi chiếc phản lực cơ 7 là 7 vượt qua Đài Tây Dương đêm đó, những tiệc tùng vui vẻ vẫn tiếp tục và vẫn chẳng một ai trong chúng tôi có thể nhìn thấy trước được những diễn biến của vụ Watergate sắp xảy ra trong tương lai. Tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ những vụ điều trần mở màn cho việc điều tra vụ Watergate. Rồi tại Rome, ông Thiệu được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến, sau đó phái đoàn miền Nam Việt Nam ở Ba Lê đến gặp chúng tôi để duyệt lại những tiến triển trong cuộc đàm phán liên quan đến việc thực thi Hiệp định Ba Lê. Bản tường trình của ông Phạm Đăng Lâm về những cuộc đàm phán thật là thất vọng. Tại Ba Lê, một cuộc nói chuyện tay ba đang diễn ra giữa những người điếc những cuộc đàm phán bao gồm những cuộc nói chuyện của Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời, những cuộc thảo luận Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và những cuộc nói chuyện của Hoa Kỳ và Bắc Việt. Tuy thế, lúc này chúng tôi chẳng còn coi trọng những chuyện đàm phán như trước nữa. Tất cả đều dững dưng khi ông Lâm nói rằng chẳng có tiến triển gì đặc biệt. Tất cả chúng tôi đều đã cùng đoán trước được điều này. Chẳng hiểu về phía Hoa Kỳ thì ông Kissinger và các phụ tá đã hoan hỷ đến độ nào khi hiệp định ba lê được ký kết nhưng về phía việt nam thì tất cả chúng tôi đều đã biết trước câu trả lời cho câu hỏi chính về hiệp định ba lê liệu hiệp định ba lê có đem lại được hòa bình hay không chúng tôi biết rõ rằng câu trả lời của câu hỏi này tùy thuộc vào một câu hỏi khác liệu hoa kỳ có trả đũa thích đáng nước việt cộng vi phạm hiệp định ba lê hay không và chính chúng tôi vừa được nghe Tổng thống Nixon xác nhận rằng có ở San Clemente. Tôi bay từ Âu Châu về Hoa Tịnh Đốn, vừa kịp lúc con gái tôi làm lễ cưới cùng một sinh viên trẻ, cũng cùng học với con gái của tôi ở học ở Đại học Georgetown. Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi cùng nhà tôi lại bay về Sài Gòn. Rồi, ngày hôm nay thì Dương đã đọc được đến trang 1095 quý vị. Tới 1172 trang mới hết lần. Rác cổ quá cứu tôi cứu tôi ngày hôm nay làm cái video này là dài gần một tiếng rưỡi đó quý vị hồi nãy như quý vị ngồi quý vị nghe có mệt chưa nếu mà quý vị mà nghe mệt rồi á, thì quý vị ngừng lại mỗi ngày nghe một tí một tí thôi tại thì dương nhìn không có có kỹ cứ tưởng đâu là ngày hôm nay là thì dương đã đọc tới trang một nghìn một trăm mấy rồi một trăm mấy thì cố gắng đọc tới một nghìn một trăm bảy mươi hai mà thì dương nhìn lộn nhìn một nghìn không trăm mấy mà nhìn ra một nghìn một trăm mấy cho nên ráng đọc hai chương luôn muốn chết luôn quý vị rất cổ quá Thùy Dương cảm ơn quý cô chú anh chị em và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe phần chia sẻ của Thùy Dương chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị cảm ơn quý vị